đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Thủy Tiên và loạt Sao Việt bị chỉ trích vô lý khi cứu trợ miền Trung. Những ngày qua, cả nước một lòng hướng về miền Trung, nơi đang oằn mình chống chọi với lũ lụt. Chứng kiến cảnh người dân hoàng trời chiếu đất, đông đảo nghệ sĩ Việt đã lên tiếng kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ, lan tỏa tinh thần lá lành đùm lá rách. Sau đó, nhiều nghệ sĩ lập tức có mặt tại vùng lũ để tận tay trao tiền mặt và nhu yếu phẩm cho bà con. Hình ảnh Thủy Tiên, Trang Trần, Lý Hải, Minh Hà vượt lũ cứu trợ bà con nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Song cũng từ những việc làm thiện nguyện này, nhiều nghệ sĩ đã trở thành đối tượng bị cư dân mạng soi mói. Không ít trong số đó bị lên án bởi những lý do không tưởng. Thủy Tiên, ngôi sao nổi bật với hoạt động cứu trợ lũ lụt những ngày qua, từng bị một số cư dân mạng khó tính soi mói trang phục. Họ cho rằng chiếc quần ngủ bó sát mà Thủy Tiên diện không hợp hoàn cảnh. Sau khi kêu gọi được một số tiền lớn, Lý Hải, Minh Hà đã đến tận nơi, trao tận tay người dân. Trực tiếp tới hiện trường, song cặp vợ chồng bị anti-fan mỉa mai, chỉ đi nơi khô ráo, không đến nơi ngập lụt. Mới đây nhất, hình ảnh Lý Hải, Minh Hà chợp mắt ở sân bay sau nhiều ngày đi từ thiện, cũng bị anti-fan chê làm màu. Khi đăng ảnh hỗ trợ người dân vùng lũ trên trang cá nhân, Thủy Diễm bị một tài khoản chê. Thủy Tiên đi làm mà không than vãn một tiếng, cũng không có thời gian đăng hình. Cô này cái gì cũng nói, cũng đăng. Không thể nhịn được trước sự bắt bẻ vô lý, nữ diễn viên phản pháo. Nếu bạn cũng ra đây với người dân miền Trung, thì bạn mới có tư cách nói với người khác bạn nhé. Bạn chỉ ở nhà và phán xét, có tự thấy xấu hổ hay không? Đi cứu trợ miền Trung, Hồ Việt Trung không ngờ bị mỉa mai chỉ vì răng quá trắng. Nam ca sĩ phải than thở, để còn nhổ hết cho mấy bà mấy má vừa lòng. Ca sĩ Phi Nhung bị một bộ phận dân mạng xỉa xói chỉ vì cười tươi khi trao quà cho bà con vùng lũ. Trước những lời ác ý, Phi Nhung khẳng định cười là vì được đến tận nơi, tận nhà để giúp đỡ bà con. Cô khuyên kẻ chỉ trích hãy dùng ngòi bút văn học của mình để kêu gọi các mạnh thường quân cùng với các nghệ sĩ giúp đỡ đồng bào lũ lụt. Đoàn cứu trợ của Nhã Phương, Trường Giang, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm cũng có mặt ở miền Trung để cứu trợ bà con. Đi phát quà cho người dân nhưng toàn team Lê Dương Bảo Lâm có gương mặt lạnh như tiền khiến nhiều người hoang mang. Chia sẻ về điều này, Lê Dương Bảo Lâm bộc bạch. Sợ bị post đi từ thiện mà cười nên không dám cười quý vị ơi. Thậm chí để tránh bị chỉ trích dùng đồ hiệu khi đi từ thiện, nam diễn viên được bà xã đưa cho chiếc túi cũ rích từ nhiều năm trước. Trường hợp của Đông Nhi lại khác, những sau việc trên, cô bị chê trách vì đi đẻ vào đúng thời điểm bão lũ. Tuy nhiên tài khoản này đã bị cộng đồng mạng ném đá hội đồng vì bắt bẻ quá vô lý. Hoa hậu Hờ Hen Nhê bị một bộ phận dân mạng chỉ trích keo kiệt vì ủng hộ đồng bào miền Trung 50 triệu đồng. Sự việc khiến Hờ Hen Nhê bị tổn thương, thậm chí không dưới 2 lần bật khóc. Nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng bênh vực Hoa hậu ED khi lòng từ thiện của cô bị soi mói theo nhiều hướng tiêu cực. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.